Còn tùy vào cái quy mô cũng như cái các bạn lựa chọn, và ở mỗi trường thì có máng uống và chỗ che máng thức ăn như thế này, các bạn làm như này. Thì cơ sở của chúng tôi thì bán các sản phẩm từ thịt đà điểu, da đà điểu, xương đà điểu, trứng đà điểu, con giống đà điểu. Trong cái thành phần của con đà điểu thì thịt nó màu nó như con thịt, như thịt bò, nó sẽ không được đậm như thịt bò và có hương vị đặc trưng. Các bạn có thể là Đây là hình ảnh những chú đà điểu với những cái màu sắc hoa văn đặc thù tại trại ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đây là cơ sở sản xuất giống và thịt lớn nhất miền Bắc. Quý vị và các bạn ai có nhu cầu mua giống và mua thịt hãy liên hệ ở tổng đài 01 63 53 05 982. Ở trên đây là bác công nhân đang trộn cả cám này, thức ăn ngũ cốc như là rau băm trộn. Đây những con đà điểu hậu bị kích thước vừa phải đang ăn trên máng gỗ trên nền chuồng đất. Mỗi một con đều được gắn mã số riêng để theo dõi. Diện tích thì thường khoảng nếu như mà khoảng 10 đến 15 con cho 150 m². Nếu trong chuồng thì các bạn nên trồng một vài cây to để tạo bóng mát cho đà điểu vào những mùa hè nắng nóng. Đàn đà điểu thì thường chúng không đánh nhau. Đặc biệt là trong quá trình nuôi thì các bạn không nên để tiếng động mạnh làm cho đà điểu hoảng loạn, xô xát làm gãy chân. Đà điểu thì có mái che ở khu vực cho ăn. Và đặc biệt nếu như các bạn có máng treo như thế này thì là tốt nhất. Đà điểu sẽ ăn cả ngũ cốc. Thịt đà điểu thì các bạn có thể thấy nó giống như là thịt bò, có hương vị đặc trưng của đà điểu. Hàm lượng protein khá tốt và cholesterol thì thấp. Sản phẩm thì được đóng 1 cân, 1 2 cân và được bảo quản ở túi hút chân không, rất là an toàn, để tủ lạnh được khoảng 10 ngày. Quý vị có thể liên hệ để được nhận hàng tận tay. Nhận hàng rồi các bạn mới trả tiền hoặc là chuyển khoản cũng được. Theo số tài khoản là Adibank là 2210205156681. Thịt đại liệu thì chúng ta có thể là ướp, tẩm ướp và nướng và sấy để đóng gói bảo quản tạo thành món ăn riêng. Thịt đà điểu thì cũng rất là dễ chế biến như cái món khác nữa, ví dụ như là sốt vang, xào sả ớt. Mỡ đà điểu cũng rất là tốt, có thể làm thực phẩm chức năng có chứa vitamin E. Như trên đây là chúc quý vị và các bạn thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn.